hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của phụ nữ cả nước đang ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sáng ngày mùng 3 tháng 3, Chi hội Phụ nữ khu phố Chí Linh long trọng tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân vũ thể thao và tọa đàm kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tới dự có đại diện lãnh đạo thị trấn Lang Chánh, các thành viên trong câu lạc bộ và chị em phụ nữ khu phố Chí Linh. Chương trình đã tổ chức giao lưu các câu lạc bộ dân vũ của các khu phố với nhiều tiết mục tiêu biểu đặc sắc với những điệu nhảy đồng diễn trên nền nhạc sôi động, vui tươi. Tuy là một bộ môn thể thao mới song dân vũ có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ các cấp tham gia luyện tập thường xuyên. Qua phong trào luyện tập dân vũ đã góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là của phụ nữ thị trấn Lang Chánh. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân vũ thể thao. Tham gia câu lạc bộ của khu phố Chí Linh có 63 thành viên và 5 thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Câu lạc bộ ra đời nhằm tạo điều kiện cho những người cùng sở thích giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, sống nghĩa tình đoàn kết. Đồng thời câu lạc bộ cũng là nơi để các thành viên tham gia luyện tập và biểu diễn, góp phần phục vụ tốt các phong trào và nhiệm vụ của địa phương trong những năm tiếp theo. Theo đó, các thành viên câu lạc bộ sẽ sinh hoạt vào buổi chiều và buổi tối hàng ngày trong tuần với các nội dung tập một số bước nhảy cơ bản, có thể sáng tạo những bước nhảy đơn giản nhẹ nhàng trên các nền nhạc. Dân vũ là một trong những loại hình văn hóa văn nghệ, là vũ điệu của tập thể, là sinh hoạt cả cộng đồng được các chị em yêu thích. Các bài hát trong những điệu nhảy dân vũ là những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, tình thương yêu con người, tiết tấu nhạc sôi động với các động tác đơn giản. Thành lập câu lạc bộ, các thành viên có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục vận động để các thành viên trong câu lạc bộ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, đẩy mạnh phong trào văn nghệ thể dục thể thao tại khu dân cư, là nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao. Nhân dịp này, Chi hội Phụ nữ khu phố Chí Linh cũng đã tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu và chị em trong chi hội đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế Phụ nữ và những truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời đây là ngày hội mang ý nghĩa bình đẳng giới, có tác động mạnh mẽ, to lớn và lâu bền đối với các thế hệ phụ nữ trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được của chị em phụ nữ trên địa bàn. Hiện nay, số cán bộ phụ nữ có trình độ chuyên môn ngày càng tăng, tỷ lệ cán bộ nữ giữ vị trí quan trọng trong cấp ủy chính quyền đoàn thể khá cao. Trong công việc, chị em là những người cán bộ năng động, sáng tạo, luôn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của địa phương. Thông qua buổi tọa đàm, chị em đã bày tỏ những tâm tư tình cảm, cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tại buổi ra mắt, hội viên trong câu lạc bộ khu phố Chí Linh và các câu lạc bộ thuộc các khu phố, đơn vị của thị trấn Lang Chánh đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi.